Hello, xin chào các bạn, mình là Kim. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lauren Chi Chi UK. Vlog hôm nay mình chia sẻ với các bạn về một ngày mùa hè bình dị của gia đình mình ở Anh nha mọi người. Mời tất cả các bạn đón xem nha. Rồi, ok. Let's go. Bẻ xuống làm sao? Bẻ xuống như nè. Cầm xuống. Yeah! Nhẹ nhẹ thôi con. Yeah! Dính cái cuốn trong đây rồi nè, bẻ cuốn ra. Ngon không? Chua hả? Thích mà. Ừ, chị thích hả? Ngon không? Yeah. Gái mà làm gì vậy? Ăn cái cầm.
con. Yeah, you can clip nè. Look. Kêu. Kéo này thẳng ra. Rồi. Mình kêu. Giỏi quá. Má. Dạ. Mình kêu. Happy birthday to Mom and me. Happy birthday to you. Thank you. I'm gonna cut your cake. Thank you. Đây đem hai cái nhà vậy.
Thôi không có mở nó ra. Seven, eight, nine, ten, 11, 12. Này nữa nè. Ai muốn bự? Bự để qua bên đây. Cái này. The actual rat thing. One, two, three. Rồi, three thôi. That's enough. Four. Để nước cho đây ngâm nè, đừng có trời chưa có nấu mà cắn gì vậy. Mẹ ơi yêu tình. Mà rửa lại một lần nữa. I want to do it myself. The What you gonna do? You got to You got to go. You got to You got to I'm not ready at the big one.
Open it and I put my plate in.